nhắc Trang rất nhiều lần rồi, sao em cứ để phòng bừa bộn thế? Con gái con đứa giống gen ai mà lười thế không biết. Chị bảo ai lười cơ? Chị không dọn được ý thì để đấy tí tôi dọn. Chị là chị dâu của tôi mà sao chị cứ mới lông tìm vết để bắt bẻ tôi thế? Sao mà tôi tưởng chị bảo chị thương tôi cơ mà. Thôi, hai chị em cho anh xin. Em gái của anh đấy, vừa lười vừa bẩn lại còn vô kỷ luật, sớm muộn thì cũng hư hỏng thôi. Chị bảo ai hư hỏng cơ? Thôi, chị dâu chỉ muốn tốt cho em thôi. Em đến đây ở nhờ cũng phải biết lựa phải. Chị là vợ của anh chứ không phải mẹ của em đâu. Ờ hay. Cái nhà này bố mua cho anh trước khi cưới vợ cơ mà. Chính ra ấy, chị mới là người ở nhờ đấy. Ờ hay. Mà thôi, dù sao thì bố cũng đã giao em cho anh chị trông nom đốc thúc học hành. Thế nên ấy, em liệu mà học được. Đúng là giặc bên ngô mà. Thế mới cần em ở bên cạnh để quan tâm. Đợt tới em rảnh thì theo sát nó học giúp anh. Chỉ cần em nhẹ nhàng hiểu và thương nó thì giặc bên ngô cũng thành giặc bên mình. Nhá. Đấy. À, đi đâu đây? Em đi thư viện học ạ. Thư viện à? Đi thư viện học mà váy bướm xinh thế này à? Trang, sao em mặc váy của chị mà không xin phép? Thì chị bảo coi tôi như em ruột cơ mà. Có cái váy cũng tiếc à? Anh cho em xin ít tiền đi taxi nhá. Đi, xe của em mới sửa rồi mà. Đây, cơm. Em cảm ơn anh. Học hành cho cẩn thận đấy. Ôi, đi vào đây ngồi. Lần này anh sẽ nâng tầm đẳng cấp lên cho em. Chúng ta sẽ lên ba. Ôi. Phải uống rượu đấy. Em tập tành là được mà. Nhưng mà em sắp phải thi rồi. Học kỳ 1 em đang nợ môn. Em sợ cái gì nhỉ? Học, anh thuê người học hộ. Kể cả là thi, anh cũng có thể thuê người thi hộ em được. Miễn đấy là em có cái này. Thế hôm nay em có đem tiền không? Ôi trời ơi, Trang, sao thế hả em? Tuấn ngủ rượu, đi học cái kiểu gì thế hả em? Đứng lên nào. Rồi ạ. Đi học kiểu gì mà say xỉn thế này? Mềm nhũn như thế này. Ôi. Đi chơi đêm, uống rượu say xỉn. Từ ngày mai không có chơi bời gì hết. Thì em cũng học đi thôi. Em vẫn học, nhưng kỳ vừa rồi bị nợ môn. Lại còn hay giao du với thằng đạt nghiện. Sao chị xem trộm điện thoại với máy tính của em? Chị xâm phạm quyền riêng tư của em à? Thế mà lúc nào cũng nói coi tôi như em ruột. Anh Tú, còn đâu quyền lợi của em nữa. Em thôi đi, ngồi xuống. Muốn có quyền lợi thì trước hết phải có trách nhiệm. Em xem, em đã có trách nhiệm với bản thân mình chưa? Đúng, là em sai. Anh lúc nào cũng chỉ bênh vợ anh thôi. Em giao du với anh Đạt, anh ý nghiện nhưng mà anh ý cai rồi. Từ lúc em lên đây, anh chỉ chẳng bao giờ quan tâm em cả. Lúc nào cũng chỉ xét nét mắng mỏ em. Anh Đạt là người bạn đầu tiên của em, là người giúp em hòa nhập với cuộc sống ở trên này. Anh chị cũng đừng có mà kỳ thị anh ý. Sao khó thế nhở? Rõ ràng cô giảng rồi mà không hiểu luôn ý. Thế nào em gái, khó quá à? Nếu không kham nổi thì để anh nhờ chị dâu giúp. Chị dâu em tốt nghiệp bằng loại giỏi đấy. Em không cần. Nửa tháng nữa là thi rồi đấy. Nếu kỳ này mà còn nợ môn ấy thì về quê khỏi học. Anh Đạt ạ? Lần trước anh còn nói
người thi hộ gì ạ? Dạ vâng. Vâng, để em sắp xếp ạ. Anh Tú. Anh. Gì thế? Cho em xin ít tiền đi. Em cần phải mua tài liệu. Sắp ôn thi rồi. Trang, hàng tháng bố cho em 10 triệu để chi tiêu học hành. Mà anh Tú dạo này cũng hay cho em tiền nữa. Em nên tự cân đối chi tiêu. Anh Tú, anh cũng đừng chiều cô ấy quá nữa. Thôi, anh đi làm này. Anh Tú. Từ nay đừng coi tôi là em nữa. Alo anh Đạt ạ. Xe máy được không anh? Bắt buộc phải có giấy tờ ấy ạ. Ủa chị xin lỗi. Cái gì đây? Đăng ký xe à? Em định mang đi đâu? Không liên quan đến chị. Thật nhanh ra quán cà phê gần nhà mình đi. Em thấy cái Trang nó vừa đưa giấy tờ xe cho thằng Đạt đấy. Chị là ai đấy? Đây là xe của chồng chị mua. Không ai được phép bán. Chồng chị mua cho tôi. Tôi làm gì là quyền của tôi chứ. Đúng là như thế. Nhưng dù sao chị cũng vẫn là chị dâu của em. Trang, chị xin lỗi. Vì thời gian qua đã có những lúc chị không để ý đến suy nghĩ của em, hay khắt khe và xét nét em. Nhưng trên hết, chị và em vẫn là người một nhà. Chị không thể đứng nhìn em sa ngã như thế này được. Nếu có khó khăn gì thì chị sẽ giúp em nhá. Chị sẽ giúp em thật ý ạ. Đi, về với chị. Đứng lại, đứng lại. Anh Đạt, anh làm gì đấy? Chị, chị có sao không chị? Mày đi đâu? Định cướp xe à? Đứng lại. Em có sao không? Xin lỗi chị ạ. Lỗi lầm cái gì? Đấy, em nhìn thấy Đạt của em chưa? Tỏi bán xe à? Bán xe thì lấy cái gì mà đi? Đụng đốn đến thế là cùng. Càng ngày em càng hư hỏng đấy. Thôi anh Trang, em cần nhiều tiền đến thế hay sao mà phải bán xe? Em bị thi lại môn. Em cần tiền để thuê người thi hộ. Em bị điên thật rồi. Thuê người thi hộ ấy là bị đuổi đấy. Em biết chứ. Nhưng mà từ bây giờ đến ngày thi chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Em học không kịp. Bây giờ mà em thi không được là em sẽ bị đình chỉ học đấy. Như nhau cả thôi. Trang, sẽ kịp. Nếu như em tin chị, nghe lời chị và chăm chỉ ôn luyện, chị sẽ giúp em. Ừ thì hai chị em mình không hợp nhau, nhưng mà chỉ cần hai chị em mình cố gắng nhường nhịn thì rồi sẽ hòa hợp thôi. Em cảm ơn chị ạ.